Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cắt và uốn xong lơi. Thì như mọi người đã biết thì cái tóc này, mọi người đã thấy cái tóc ở phần ngọn nó cũng khá là yếu đúng không? Và khách không muốn cắt đi nhiều. Vậy nên lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cắt và cách xử lý cái tóc như thế này. Và hiện tại thì bên mình vẫn đào tạo những khóa cắt uốn nhuộm nâng cao ứng dụng nhất tại salon. Và khóa này dành cho tất cả các bạn đã làm chủ salon và các bạn đã làm thợ chính. Ngoài khóa này ra thì bên mình vẫn đào tạo những khóa cắt uốn nhuộm 2 tháng dành cho tất cả các bạn đang làm thợ phụ. Các bạn đăng ký học thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại và số Zalo ở trên màn hình. Cái tóc này của khách là ở phần ngọn do khách cũng đã làm hóa chất nhiều lần nên là cái tóc này cũng khá là khô sơ. Và giờ chúng ta chuẩn bị cắt thì mọi người sẽ chia đôi dọc xuống giữa gáy. Rồi mọi người đưa hết phần tóc về phần đằng trước. Cái tóc của khách cũng khá là sơ nên chải đôi khi hay bị rắn. Rồi, mọi người chải mượt ra. Sau khi chúng ta chải tóc mượt xong thì mọi người sẽ thực hiện xác định độ dài rồi cắt hai bên làm sao cho nó bằng nhau. Sau khi chúng ta đã xác định được độ dài của hai bên bằng nhau rồi thì mọi người bắt đầu chia tép tóc ở phần chỉnh sửa khuôn mặt rồi mọi người thực hiện cắt tạo độ đuổi về phần trước mặt. Mọi người cắt làm sao cho nó có độ đuổi mềm vào phần phía trước mặt nhé. Sau khi chúng ta cắt được tép tóc thứ nhất rồi thì chúng ta sẽ lần lượt lấy một tép thứ hai và cắt liên kết với một tép tóc thứ nhất. Mọi người bấm kéo hơi chết về trước rồi thực hiện tìm ra điểm chuẩn rồi cắt. Rồi tiếp theo chúng ta lấy tép tóc thứ ba. Tép tóc thứ ba ở phân khu đằng sau tai hướng về mặt sau thì mọi người sẽ tóc ở đầu dâng lên ở đấy nhé. Và vẫn cắt liên kết với tép tóc chúng ta đã cắt rồi. Mọi người lưu ý khi cắt là chúng ta phải tìm ra điểm chuẩn rồi mọi người thực hiện cắt nhé. Khi chúng ta cắt mà không tìm ra được điểm chuẩn thì chúng ta chưa nên cắt, chúng ta đã trải lại. Rồi như vậy mình đã cắt được nửa bên trái của màn hình. Và giờ mình sẽ cắt còn nửa bên phải màn hình. Thì phía bên phải màn hình thì mọi người cắt cũng tương tự như phía bên trái. Lưu ý mọi người cắt không được phạm vào khuôn viền chúng ta đã tạo nhé. Rồi tiếp tục ở khu sau như này, khu bắt đầu từ phía sau tai trở về khu mặt sau thì mọi người sẽ tóc ở đâu dâng lên ở đấy. Khu hai bên thì mọi người nhớ là kéo hướng về trước. Với bài này mọi người cắt chỉ mất trong vòng khoảng tầm 5 phút, ai cắt lâu mất 10 phút. Rồi ok, như vậy là mình đã cắt xong rồi. Và dán tóc ở bên trước đây. Ok, và giờ mình sẽ pha thuốc để uốn trên nền tóc này để mềm hóa. Thì với cái thuốc bình thường, với cái tóc của khách như kia mọi người đã biết được chất tóc của khách rồi. Thì ở phía ngọn của tóc của khách là tóc yếu và phần thân là tóc trung bình. Tại vì tóc đã nhuộm rồi mà, nó thuộc dạng tóc trung bình. Thì mình sẽ hạ nồng độ của cái bát thuốc uốn này xuống. Để uốn tóc an toàn thì chúng ta nên sử dụng nguyên lý cân bằng pH. Bình thường mọi người sử dụng ở nhà vẫn có thể dùng phương pháp là pha dầu hấp cộng nước và bát thuốc. Mọi người xử lý như vậy cũng được, nhưng nó sẽ không có chế độ cân bằng. Cân bằng là gì? Cân bằng là nó sẽ cái thuốc nó khi tác dụng vào tóc nó sẽ không làm tóc bị quá thuốc, không bị cháy tóc. Kể cả tóc có đạt rồi cũng không bị quá mọi người nhé. Và đây, sau khi mình hạ xong thì mọi người cái bát thuốc nguyên chất thì mọi người thấy cái quy tím màu xanh hay không? Đấy là cái thuốc nguyên chất. Còn khi mình đã cho pH vào để hạ xuống rồi thì quy tím sẽ chuyển sang nhạt màu hơn. Đồng nghĩa với cái thuốc đã bị yếu đi rồi. Và giờ chúng ta sẽ bôi thuốc thì mọi người đã biết cái phần tóc ở phần ngọn nó đang bị yếu. Thì vậy nên khi chúng ta đã xác định được cái phần tóc để uốn thì mọi người bôi lên. Còn cái phần ngọn nó yếu thì mọi người nên cách ngọn ra nhé. Tại vì phần ngọn này mình vừa pha pH là phù hợp với tóc trung bình thôi. Còn nếu chúng ta mà để mà trải ra ngọn thì vẫn bị quá thuốc như bình thường. Tại vì mình đang cân bằng cái chỗ phần tóc trung bình. Còn phần tóc ngọn thì chúng ta lại chỉ cần cho thêm một chút pH vào nữa thì nó sẽ cân bằng với cái phần ngọn. Và lưu ý là khi chúng ta bôi thuốc thì chúng ta nên bôi thật đều.
và không được để bị đóng cục, đóng ngấn vào chỗ mình, điểm dừng của mình nhé. Điểm dừng là cái điểm kết nối giữa phần tọc yếu và phần tọc khỏe đấy. Rồi, và sau khi mình mềm hóa xong thì mọi người thấy có hiện tượng cái tóc này mình đạt mềm hóa, cho tóc đạt được cái phần ngọn mình đạt mềm hóa khoảng tầm 60% thôi, và phần ở phần bên trên mình sẽ đạt mềm hóa khoảng tầm 75%. Với cái tóc càng khỏe thì chúng ta mềm hóa sâu được, thì đối với tóc yếu dần đi thì mọi người mềm hóa nhẹ hơn nhé. Mọi người kiểm tra quanh đầu, mọi người cứ banh ngang ra. Nếu mà tóc nó đạt khoảng 70% thì cái độ kết dính nó có, nhưng mà nó vẫn có khe hở. Còn khi các bạn mềm hóa đạt kết dính 100% thì cái tóc đấy nó sẽ mịn như một cái lớp màng nhện kín, không có khe hở. Và giờ chúng ta lên trục. Thì với cái tóc này thì mọi người sẽ chia chia theo hình chéo nhé. Mọi người chia chéo về phía trước, rồi mọi người thực hiện quấn. Mọi người gấp đôi giấy vào quấn sẽ dễ hơn là chúng ta để một giấy hoặc là mình để hai giấy. Mọi người sẽ đặt trục nghiêng theo cái chiều tóc mình muốn cuốn chéo và mọi người cuộn lên. Thì với cái tóc này mọi người không được cuộn tròn vào nhé, và mọi người cuốn chạy trục chéo như thế này. Và ví dụ cái phần tóc của khách bắt đầu nó bị quá trục rồi thì mọi người chạy ngược lại. Mọi người chạy ngược lại làm sao cho sợi tóc nó ôm căng tròn vào cái trục nhé. Rồi, mình đã uốn xong được một tép thứ nhất. Rồi tép thứ hai mọi người uốn. Mọi người uốn tép thứ hai thì với khu trên này mọi người chia chéo này thì nó tạo ra cái gì? Tạo ra một mảng tóc nó to hơn. Thì mọi người sẽ chia đôi mảng tóc ấy ra. Rồi ok. Và chúng ta lại xịt nước vào cái chỗ cần uốn. Thì với phần tóc nó yếu thì nên mọi người không nên xịt nhiều vào phần ngọn nhé. Mọi người xịt ẩm đều vào phần tóc ở bên trên. Còn phần ở ngọn chúng ta sẽ cho ẩm nhẹ hơn, không được cho đẫm. Rồi chúng ta cũng tương tự như bước kia, là chúng ta sẽ gấp giấy vào và quấn chạy về phía đằng sau. Còn phía bên tay trái kia thì mọi người lại quấn chạy ngược lại về phía bên này. Mọi người nhớ là khi chúng ta quấn mà cái giấy nó bắt đầu nó gặp nhau rồi, cái đầu giấy và cái thân giấy gặp nhau rồi thì mọi người sẽ siết chặt lại một chút, rồi mọi người quấn bình thường thôi. Không nhất thiết mọi người phải quấn chặt tay quá nhé. Càng tóc yếu thì mọi người quấn càng phải vừa phải, không được quấn chặt tay quá. Mình chia sẻ rất tỉ mỉ cho mọi người để mọi người hiểu. Các bạn đi học chưa chắc người dạy của các bạn đã chia sẻ tỉ mỉ bằng mình hướng dẫn mọi người như thế này đâu. Rồi tiếp tục, tép tiếp theo mọi người cũng quấn tương tự với tép như cái tép vừa ta quấn. Cứ như vậy mọi người quấn lần lượt từ dưới lên trên. Quấn xong lơi có rất nhiều phương pháp quấn. Mọi người cảm thấy cái phương pháp quấn thế nào nó dễ nhất thì mọi người quấn. Không nhất thiết là mình chia sẻ này thì các bạn phải theo mình đâu. Các bạn thấy các bạn uốn theo cái kiểu của các bạn, uốn như nào mà thấy hiệu quả ok thì các bạn cứ áp dụng thôi. Không nên học nhiều cách quá làm gì cho nó đau đầu. Thì còn nhiệt chạy thì nhiều video mình cũng chia sẻ cách chạy nhiệt rồi. Thì mọi người cứ áp dụng làm sao mà không đi nhiệt cao quá thôi. Chạy nhiệt khi nào thấy tóc nó khô hoàn toàn là được. Và giờ mình sẽ dập định hình. Thì dập định hình thì mọi người chỉ cần làm sao cho cái nước dập định hình nó đều vào tóc là được. Và chỉ cần để 10 đến 15 phút là được rồi. Và đây mọi người xem cái tóc của mình uốn xong và vừa đi xả sạch rồi. Sóng khá là căng. Thì cái tóc này mình đi chụp 22 mọi người nhé. Cái tóc này thì bao bền cho khách luôn. Mọi người thấy mình kéo ra mình rũ lại mà nó còn cong này là cực kỳ là ok rồi. Và video của mình đã sắp hết rồi. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc tất cả mọi người thành công. Mọi người yêu quý Quan Sát Cơ thì hãy like, để lại comment góp ý. Và đừng quên là bấm đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.